Chào các bạn. Trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái cụm chi tiết của cái truyền động bánh bít trục bít. Nó là mà cái trục bít này và cái bánh bít này. Thì để vẽ được hai chi tiết này thì ta cần có những cái thông số sau đây. Đó. Đây, những thông số ta cần phải có. Và bên đây là những thông số người ta cho để mình vẽ trong cái bài thực hành này. Đó. Những cái bánh nào không có thì mình dùng công thức để mình tính ra. Rồi, để ta vẽ được cái bánh vít này, ta phải có cái đường kính vòng chia. Các bạn, đường kính vòng chia ở đây là sẽ bằng D nhân cho bằng D sẽ bằng M nhân Z2. Mà M đây là 2 và Z2 là 31 nè các bạn. Rồi ta vẽ cái thằng này nha. Rồi, các bạn tiến hành vẽ theo tôi. Ta sẽ chọn kết ở trên cái mặt phẳng là YZ. Ta vẽ cái đường kính vòng chia vào các bạn. Đường kính vòng chia sẽ bằng là module là 2 nhân cho Z2 là 31. Đó, ta bằng 62. Có đường kính vòng chia rồi, ta vẽ tiếp cái đường kính cơ sở. Cái đường kính cơ sở nó sẽ bằng là cos alpha, mà cos alpha ở đây là góc nghiêng này là 20 độ này các bạn. Đây. Đó. Sẽ bằng cos alpha nha các bạn. Cos 20. Các bạn nhân cho cái đường kính vòng chia. À, mình đã có được cái đường kính cơ sở. Sau khi có được đường kính cơ sở, ta bắt đầu dựng cái viên dạng răng. Các bạn giới hạn cái góc này ở một góc là 5 độ, giống như những bài trước tôi đã hướng dẫn. Xong rồi các bạn vẽ một cái line vuông góc của cái line này. Rồi các bạn ràng buộc cho nó vuông góc vào. Xong các bạn chim cái đường cơ sở này đi, chỉ chừa lại cái cung thôi, cái cung này thôi. Đó. Rồi các bạn copy cái hai cái đường thẳng mình mới vừa tạo quanh cái trục góc là 5 độ, số lượng là 6 các bạn. Chọn tâm xoay, tâm là tâm của đường tròn vòng kia này, trừ 5 các bạn. Hôm nay trời mưa lớn quá cho nên nó ồn. Rồi. Các bạn tiến hành sửa kích thước của những cái đường này nha. Đó. Để sửa kích thước đường này thì ta đo cái cung này có nó dài nhiêu, cái dây cung này, cái cung này dài nhiêu. Đó, cái cung này là 2.542 này các bạn, 2.542. Ta ghi kích thước, ta sửa đồng thực sửa kích thước này. 2.542. Rồi. Tiếp tục ta sửa những kích thước này các bạn. Trời đang mưa lớn các bạn. Rồi, ta sửa lại. Ta sau khi đi ta sửa tàu sửa nó, cái hình sửa cho nó. Kích thước này sẽ bằng L1 này đó các bạn, nhân cho 2. Kế tiếp sẽ bằng L1 nhân cho 3. Cứ tương tự ta nhân từ từ cao lên các bạn. 4. Nhân 5. Nhân cho 6. Và cuối cùng là nhân cho 7 các bạn. Sau khi ta đã vẽ xong đường thẳng này rồi á, ta nối những cái điểm cuối của đường thẳng này lại với nhau bằng một cái đường ép lai. Đó.
cái đường mà tạo lên những FLI mà tạo tên nối từ những điểm cuối là cái đó là cái biên dạng răng của nó mình đó các bạn, của có anh vít. Rồi bây giờ mình là cố định nó lại nha các bạn, mình cố định cái biên dạng răng lại, xong rồi ta xóa những cái này đi để cho nó trống bớt, ta xóa đi cho nó trống bớt. Rồi bây giờ ta vẽ đường kính vòng đỉnh và đường kính vòng đáy nha các bạn. Đường kính vòng đỉnh bằng này offset nhân 2, nhưng ta dùng công thức cũng được, và hoặc là đường kính vòng đáy bằng đường này offset vào 2.5, thì ta làm công thức cũng được các bạn. Công thức sẽ là bằng m nhân cho số răng là 31 cộng 2, m ở đây là 2 nè các bạn. Đây này sẽ lấn m là 2 luôn, nhân cho 31 trừ 2.5 rồi. Bây giờ mình trim mình kiểm tra cái biên dạng răng này dư thì mình trim bỏ, mà thiếu thì mình kéo dài ra. Này là dư nè các bạn, trim bỏ nè, khúc dưới này thiếu nè các bạn, mình sẽ kéo dài nó ra. Rồi bây giờ các bạn vẽ một đường thẳng đi qua giao điểm của cái đường kính vòng chia và cái biên dạng răng, đi về tâm của đường kính vòng chia. Rồi các bạn từ tâm vòng chia các bạn vẽ một đường thẳng đây, nó hợp với lại cái đường hai đường thẳng này hợp với nhau một góc là bằng mặt 1/4 của góc giới hạn bước răng. Góc bước răng mình là 31 hay 360, 360 chia cho 31 là tiếp tục ta chia cho 4 là ra 1/4, chia cho 4 các bạn. Rồi bây giờ ta đối xứng thằng này qua, ta đối xứng cái thằng này qua cái đường thẳng này. Rồi bây giờ ta chim bỏ những cái đường tròn này đi, đường kính vòng đỉnh này và đường kính vòng đáy. Rồi ta giờ ta xoay cái răng này nè, tại vị trí này về vị trí này nha các bạn, ngay về vị trí này. À, ta chọn xoay nó. Cái góc xoay là góc này thì ta coi góc này là bao nhiêu. Kiểm tra cái góc này trước các bạn. À nó có rồi. Không chấm 8551. À, ta xây nó. Xoay các bạn, nó sinh thêm mấy đường này ta rõ rồi mà nó vẫn còn. Ta bỏ mấy này đi các bạn, do nãy mình chọn ràng buộc các bạn, cho nên mình không thể là mình mua nó được các bạn, cho nên mình copy qua. Rồi ta đã vẽ xong một cái
ta đã hoàn thành một cái răng của cái bánh răng rồi, cái bánh vít rồi. Bây giờ ta sẽ thực hiện thêm một cái của cái trục vít. Ta thoát két gì, tạm thời thoát két nha các bạn. Rồi, ta thoát két rồi. Bây giờ ta sẽ là vào tạo thêm một két mới. Ta tạo thêm một két mới để ta vẽ cái biên dạng răng của cái thằng trục vít, cũng là ta chọn cái đường tròn này mặt phẳng này, YZ YZ nè các bạn. Rồi ta mượn lại những cái đường này, ta mượn lại, rồi ta vẽ cái đường thẳng, à cái bước răng các bạn đó, à bằng 2 bi, nhưng mà nửa bước cho nên là bi thôi, là bi. Từ cái điểm này đó, các bạn vuông góc với lại trục y nha, vuông góc với lại cái trục y này. Rồi xong rồi ta sẽ vẽ một cái trục tâm tại trung điểm của đường nó mới vẽ đó. Ta vẽ đại lên một cái điểm chiều cao song song với lại trục y này. Rồi bây giờ ta vẽ cái biên dạng ren nó vào, cái góc ren là 20 độ đó. Ta vẽ đại đi, xong rồi ta điều chỉnh sau các bạn. Các bạn vẽ đừng cho nó ràng buộc kích thước, khi ràng buộc thì mình khó sửa lắm. Rồi bây giờ mình giới hạn góc này là 70, thằng này là chiều cao HA, HA là các bạn đa quên, HF, thằng này là chiều cao HF là đặng 2 nhân cho 2.5 nhân cho 1.25 đó, 2 nhân 1.25 đó, thằng này là HA nè sẽ bằng 2, sẽ bằng M các bạn. Rồi bây giờ ta tiến hành bo những cái điểm này lại, bo nó là R0.5. Rồi bây giờ ta thoát két từ các bạn. Bây giờ trong đây có hai két, một cái là mình chọn đây thì chọn hết bên đây đó, nó có hai két đó, một cái là như quản lý đây, một cái là nó quản lý contour này và có cái đường này đó, cho nên mình muốn làm cái gì mình phải tách nó ra các bạn. Bây giờ tôi vẽ cái tôi sẽ vẽ cái trục vít trước đó. À, cái đường này nó dư cái một cái đường ở giữa này các bạn, nó dư cái đường này ha, cho nên mình sẽ tách nó ra. Thì mua luôn được gốc các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cái tâm của cái trục vít này nữa, là nó là cái đường kính vòng chia này các bạn, cái đường kính vòng chia cái trục vít này nè, cái đường kính vòng chia của nó là d bằng m nhân quy, mà quy ở đây á là bằng 10, mình tra theo các bạn hệ số quy thêm m các bạn đó, quy sẽ bằng 10 nha các bạn, d sẽ bằng m nhân quy đó, thì cái d này là đường kính vòng chia m nhân quy đây. Quy này nó sẽ bằng 10 đó. M này sẽ bằng 2 đây đó. Rồi mình sẽ xác định cái điểm, mình vẽ cái helix. Đấy, đây là 10, đúng rồi các bạn, đáp án chính là 10 nha. Rồi cái chiều cao này thì mình tắt đi, mình chỉ chọn số vòng thôi. Cái bước, cái bước ở đây là đây các bạn, bước răng là B nè, B là M nhân B,
ước rằng là b bằng m nhân pi. Đó, m là 2 nhân pi. Và cái do này là gen mình có 4 4 đồng ý nè. Cho nên m nhân pi, m nhân pi và mình nhân cho 4 nữa nha các bạn. Đó. Ở đây biết là các bạn. M là 2 nhân cho pi và nhân cho 4. Đó. Chỗ này là mình chọn là 4 vòng. 4 vòng. Rồi. Mình sẽ chọn cái điểm bắt đầu nha. À. Từ cái điểm dưới này. Theo cái phương này, phương Z nào. Đó, và để coi tao phương bên đây trong đây các bạn. À, phương Z này, đó, đây là Z này các bạn. Theo phương Z là 10. Rồi, các bạn thấy lại, các bạn chọn cái hướng là hướng phương đây. Rồi, các bạn điểm bắt đầu các bạn. Bạn chọn cái điểm bắt đầu. À, cái điểm bắt đầu là cái điểm này. Và mình xoay ngược nó lại các bạn, mình xoay là cho trang thuận, à, xoay cho nó là trang thuận. Ok. Rồi bây giờ mình tạo ra cái rang này thành một solid nha các bạn. Các bạn dùng cái lệnh đó, server nào. Rồi các bạn còn chọn cái đường kính. Xong rồi các bạn chọn cái tiền dẫn cho nó. Ok. Rồi cái rang mình 4 đồng ý nha các bạn. Cho nên mình copy xoay nó. Xoay quanh cái trục tâm của cái thằng này, mặt này. Đó. Và số lượng là 4. Góc quay là 90. Rồi, ok. À, mình mẹt nó lại luôn các bạn. On nha. Rồi. Bây giờ mình hoàn tất cái nó luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ mình làm cho nó hoàn tất cái thằng này lại luôn ta. Rồi bây giờ mình sẽ chọn kết trên cái mặt thẳng là YZ. À, trước khi chọn kết trên mặt YZ thì là mình vẽ cái trục tâm cho nó trước, vẽ trục tâm cho cái thằng à, bằng cách ta chọn vô mặt trong này nó xuất hiện trục tâm. Ok. Rồi bây giờ mình vẽ chọn mặt thẳng kết để mình vẽ mặt phẳng là YZ nha các bạn, mặt phẳng chọn YZ. Rồi các bạn tạo một mặt phẳng cho nó lẻ, chọn cho nó lẻ. Tạo mặt phẳng YZ. Rồi, các bạn chọn mặt phẳng này để vẽ kết. Rồi các bạn mượn điểm trên giao giữa đường này và cái mặt phẳng vẽ phát và cái điểm mút của thằng này. Rồi. Các bạn vẽ một cái đường kính đi qua hai điểm đó, có tâm và đi qua cái điểm mình này này, điểm mình mới tạo nè các bạn, đó, điểm này, ok, xong mình thoát kết luôn các bạn. Bây giờ mình chốt nó về hai hướng đến một cái mặt hai một điểm nào đó, ta chọn đến điểm này và bên đây là đến điểm mút này. À, ta chọn S luôn nha. Rồi, ok. À, khoan các bạn, ta vào sửa tí xíu các bạn. À, ta offset cái thằng này ra là 20 đi. Thằng này ra 20. Rồi. Thằng này đã xong rồi, mình xóa nó đi cho nó. Bây giờ ta tạo một lớp
ta giấu thằng cái trục bit này vào. À, trục bit mình ghi tắt là TV. TV nha. Rồi. TV 2 đi. Rồi. Mình nặng nó đi. Tôi chưa có chọn nó các bạn. Mình chọn nó xong mình mới là tắt nó, bạn nó luôn. Rồi, tiếp tục ta vẽ cái con vít. À, cái bánh vít này là nó phải nghiêng, cái bánh răng này phải nghiêng một góc theo cái bước răng của cái trục vít nha các bạn. Thì cái góc nghiêng đó thì ta tính như thế nào? Đó, góc nghiêng đây nè các bạn. À, cái góc xoắn nè, góc xoắn bên beta nè, ở thằng arctan nè, arctan của thằng bước chia cho cái thằng này đó, thay bằng góc arctan của thằng này đó. B nhân z, z là cái số răng, số đầu mí nè, b là cái bước nè các bạn, bước nhân cái sau số đầu mí rồi chia cho cái đường kính nhân pi, d nhân pi, d đây là đường kính phòng chia của thằng trục vít này các bạn đó. À, đường kính phòng chia của nó là nãy mình tính ra là 20 đó, đó nhân pi. Rồi mình sẽ xác định được cái góc, mà giờ mình xác định cái góc này nha các bạn, xác định cái góc beta này. À, hiện tại cái này nó là một khối nè, mình tách ra. Chị mua luôn, ok. Rồi, bây giờ các bạn vẽ một cái bây giờ các bạn xoay thằng này nè, xoay nó về ngay chỗ tập cái tâm thằng này, nó về ngay chỗ thằng này này đó, để tôi kiểm tra coi góc nó là bao nhiêu. Điểm giữa thằng này bạn bây giờ đo cái góc này là bao nhiêu. Đó, về đây cái góc này là nó 29 2.903 nha các bạn, đây nè. À, 2.903 mình xoay nó về. Hai chấm chín không ba. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình xóa này đi, mình sẽ xây nó theo vào cái góc xoắn các bạn, mình xây góc xoắn cho nó đó, đó cái góc xoắn mình sẽ xây cái nó xây cái răng này quanh cái trục này theo một cái góc xoắn là arc tan, đó phần arc tan, arc tan của tan của nè, tan này các bạn. Cái bước răng nhân cho z, m nhân pi nhân z nha các bạn, m nhân pi nhân cho z chia cho d, r, d và pi. Mặt tan. Mặt tan của ở đây là m là 2 nhân cho pi nhân cho z là cái số đầu bước, cái số bước răng ở số đầu là mí các bạn. À, cái là ở đây là 4, 4 đầu mí. Cái số đầu mí của cái trục vít đó là 4. Rồi, mình sẽ chia cho đường kính vòng chia, đường kính vòng chia là bằng d nhân pi, đây là 20, đường kính vòng chia của cái trục vít đó là 20, 20 nhân cho pi
Đó. Đó các bạn. Đó, 21.804. À, cái hướng là hướng này. Ok. À, mình mở cái trục vệ tinh là cái hướng, phải hướng đó, đúng rồi, cái hướng theo hướng này rồi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ ít chút nó qua mỗi bên, cứ ít chút đại đi các bạn ha. À, sẽ ít chút nó dài qua hai bên. À, mỗi bên là cho 15 đi, 15. Rồi. Nó mắc là lý do là mà nãy mình chưa chọn nó S và mình chọn new đó các bạn, là nó ta mình chọn new nha. Rồi. Bây giờ mình tạo cái chiều dày của cái nhông này nè các bạn. Chiều dày của cái nhông này. Chiều dày của cái bánh vít này. Chiều dày của bánh vít này nó sẽ bằng là 0,75 cái đường kính DA của cái trục vít. Cái đường kính của trục vít, DA của trục vít, đường kính lớn của nhất của trục vít đó, đường kính định răng của trục vít đó là của nó là 24, đường kính trục vít là 24 nhân cho 0,75. À, mình các bạn tách thằng này ra luôn. À, các bạn lấy chút nó về hai hướng là 0,75 0,75 nhân cho 24 chia 2 nữa các bạn là 9. À, bên đây là 9. À, ok. À, cái này thôi mình chọn đường kính vòng chia chứ không phải là đường kính này chứ các bạn. À, mình chọn là cái mình vẽ đường kính đáy chứ không phải đường kính này, đường kính vòng chia, mình vẽ cái đường kính đáy nữa. Bây giờ mình vẽ cái đường kính đáy cho nó. Cái đường kính đáy nó, đường kính đáy của nó là bằng M là 2, 2 nhân cho 31 trừ 2.5. Rồi. Ok, và thôi kết là mình để chút nó lại các bạn. Rồi, 9. Đây là 9. Rồi, ok. New luôn các bạn. Các bạn thấy chỗ này là nó hở nè. Đó. Nó hở. Cho nên mình offset nó xuống. Mình offset nó xuống nha các bạn. Offset cái mặt này xuống cái đường kính này. Bây giờ các bạn xoay nó, xoay cái đối tượng này, xoay cái răng này. Quanh quanh cái tâm này và bơm mút răng quanh cái này, và nó là số lượng là 31. Cái góc đó là 360 chia 31. Rồi, các bạn chọn là make on luôn. Rồi, bây giờ các bạn trim nó lại. Các bạn tích lại và trim cũng được. À, các bạn trim trước đi. Các bạn select trim này. À, mình tích lại trước đi. Mẹt lại, mẹt tất cả lại. Rồi mình trim nó nha. Trim vào cái mặt các bạn, chọn cái mặt trên này chứ trim. Rồi chọn cái hướng. Rồi đó là một cái hướng mình đây nữa. Chọn cái mặt. À, chọn hướng. Rồi, ok. Bây giờ mình tắt mấy cái đường nét này đi các bạn, mình hết định như mình đã hết sử dụng những cái đường này rồi, mình tắt nó hết đi. Rồi mình mở cái bánh là mình tạo nó ra một cái lớp mình chứa nó đi. À, mình đây là bánh vít 2. Rồi,
xe dân các bạn, chọn đối tượng đó. Rồi ok, rồi mình mở hai thằng lên trục vít lên luôn. Rồi mình dời cái thằng trục vít này về đó. Hồi nãy là mình dời cái thằng, mình xây cái thằng qua để mình vẽ cái thằng này ngay đỉnh là góc một góc bao nhiêu đó, thì mình trả lại mình xây cái bánh răng về đúng cái góc đó. Đó, nãy mình xây nó một góc bao nhiêu là mình giờ mình trả về đây. Nãy hình như mình không phải thằng này các bạn. Hai chấm chín không ba nè các bạn. Đó, hồi nãy mình xây một góc 2.903. Đó. Bây giờ mình trả về 2.903. Trả về góc 2.903. Rồi các bạn, đó. Ok. Bạn là mình dời này qua bên đây nha các bạn. Cái bước của nó là bi nhân 2, mình dời nguyên cái trục vít này nè, giờ gì ta ở giữa này. Theo phân x là bi nhân 2 rồi nhân cho 8 nữa, 8 trừ các bạn. À, tao offset cái mặt này ra để tao trim bớt cái thằng này nha mấy bạn. Tôi chêm cái trục vít này, bởi cái mặt này. À, tôi offset thằng này qua đây. À, tôi tạo nó tôi chút về một hướng các bạn. Đó là hai về mặt này và nó ló ra 20. Tôi chọn new luôn. Rồi tiếp tục tôi chim bên đây nha các bạn. Tôi đo thằng này có bao nhiêu, tôi offset nó lại. Rồi tôi cắt cái gì rồi tôi offset ra cho nó lẻ các bạn, tôi chuyển nó luôn. Offset nó ra là 40. Các bạn. Rồi. Bây giờ tôi mạc nó lại. À, để cho nó giống cái hình tôi, à, thôi còn mình còn làm một số việc nữa các bạn.
À, bây giờ tôi chọn kết trên cái mặt này, trên mặt thẳng là YZ. Tôi chọn cái, tôi mượn cái tâm của thằng này, tôi sẽ vẽ cái đường. Tôi sẽ xác định góc này bao nhiêu. Góc này giới hạn ở nhỏ nhất là 45 thì sẽ cho nó là 45. Này cũng là 45. Rồi, tiếp tục các bạn, tôi cho vẽ một cái đường thẳng, đường tròn. Tôi chọn này là 9. À 18, 9 bán kính là 18. Rồi. Tôi chìm nó. Rồi, tôi xóa bỏ đường dưới này được các bạn. Rồi, các bạn thoát kết. Bây giờ các bạn xoay cái công tua mới vừa tạo á. À, dùng xoay revolve nè, xoay nó quanh cái trục y. À, các bạn chọn là mô, à, các bạn chọn đối tượng là trừ, bị trừ đó, đây thằng cái banh vít. Ok đó. À, bây giờ mình tạo cái phần phần trống trong lục để mình đúc với một cái chi tiết bằng thép, bằng gang gì đó. À, các bạn chọn ghép. À, các bạn vẽ một cái đường tròn. Xoay nữa các bạn. Là 60 chia 6, 60 này là 6 5. Rồi. Các bạn chim. Ok, thoát kết luôn các bạn. À, bây giờ các bạn ít chút. À, các bạn chọn remove. À, các bạn chọn thôi. À, các bạn chọn đối tượng bị trừ lần này. Rồi, ok. Rồi, bây giờ tôi xem lại nha các bạn. À, tôi tạo ví dụ như tạo đây là bánh vít, trục vít. Rồi tôi sẽ là bây giờ tôi tách hai chi tiết này nữa để tôi tạo một cái file lắp ráp nữa, tách ra. À, tôi chọn là cái này là trục vít TV. Rồi tiếp tục tôi chọn là BV, bánh vít. Xong. Bây giờ mình thoát đi nha các bạn, mà thoát thì mà xong mình sẽ qua cái phần mình lắp ráp. Các bạn chọn bên cái assembly nè. Các bạn chọn S. Cần chọn cái bánh vít. Các bạn chọn phương pháp là cho nó vào, chọn user. Rồi. Ok. Tiếp tục. Ta chọn cái thứ hai là trục vít. Rồi, ok.
ok luôn các bạn. Rồi đến bây giờ thì các bạn muốn mô phỏng chuyển động nó thì các bạn vào đây đó, còn kéo này xuống chút cho nó trống chỗ. Rồi các bạn sổ này ra thì nó có bánh vít chút vít trong đây. À, các bạn chọn bánh vít, các bạn chọn thêm một cái new world. Rồi các bạn đặt tên là bánh vít luôn. Tiếp tục, à, cái trục vít thì các bạn cũng làm tương tự như đây, cũng là đặt tên nó là trục vít. Rồi bây giờ nó xuất hiện hai bánh vít và trục vít trong đây rồi. Đó, bây giờ cái bánh vít nè, mình làm việc với cái bánh vít trước trước nha, các bạn thích đập vào. À, còn ok rồi bên đây này các bạn, cái bằng này các bạn chọn là center, cái là xe tròn này, chọn cái tâm tròn này là của cái bánh vít cho nên mình chọn cái tâm này đó, tâm này các bạn lưu ý nha, chọn cái nhìn cái hướng nha, cái hướng này thằng này đang xoay theo hướng này nè, nó đang xoay theo hướng này, à mình muốn cho nó xoay ngược lại, xoay hướng này đó, xoay hướng này thì cái thằng này nó phải xoay theo hướng ngược lại, nó xoay thằng này xoay hướng này nha. Rồi ví dụ ở đây là đó thì mình khoan khoan tính tới phần số vòng quay này nọ thì mình xong rồi, mình tiếp tục cho thằng này là mình chọn hay là 10 đi. Rồi mình chọn xuống thằng trục vít, mình rít đúp vào nó. Rồi các bạn thì thằng trục vít á, thằng này nó bay quay hướng này nè các bạn, thằng này nó quay hướng này thì thằng trục vít phải quay theo cái hướng, đúng rồi nó sẽ đang nằm đây, đây lên là sẽ quay hướng này. À, thằng trục vít này đang quay hướng này. Rồi các bạn chọn cái ok cho nó trước đây rồi các bạn mới chọn được đó, xoay tròn nè, đó chọn cái tâm xoay cho nó đây, tâm xoay cho nó rồi thằng này nó xoay theo hướng này rồi. Ok các bạn chọn thôi, có khoảng di chuyển nó là cũng là 10 luôn. Ta tiếp tục các bạn, à cái chỗ này là các bạn cho tí xuất truyền của nó là cái bánh vít này là 31, à có trục vít mình là 4, 4 là mấy chia cho 4 sẽ bằng là 7.75. Thì ví dụ thằng này quay một vòng thì thằng này sẽ lấy cái số một vòng này nhân cho thằng này, ví dụ thằng này quay 360 độ thì thằng này sẽ là 360 độ nhân cho thằng này sẽ là, thì ta tính cho thằng này trước nha các bạn, thằng bánh vít trước này. À, mình biết 360 độ rồi thì bây giờ mình tính cho thằng trục vít quay, à, thằng trục vít nó sẽ bằng ba, số này nhân cho 360 độ bằng 2790, 2790 rồi đây là 10. Thì các bạn nhớ đơn vị này nó sẽ chính xác nha, nó giống nhau. Ok rồi tôi apply. Rồi bây giờ tôi cho nó xoay thử các bạn, nó nhanh quá. Tôi cho nó mấy cái thằng này đi cho các bạn. Rồi, bây giờ tôi cho nó xoay thử các bạn. Tôi cho người ta cái độ phân giải của nó lên. Rồi, bây giờ tôi cho nó xoay góc độ chậm nhất.
các bạn. Thì cái bài của tôi hướng dẫn của cho các bạn hôm nay đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn.